Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 12 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo của tỉnh năm 2022. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành chức năng xem xét nghiên cứu các kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh ngày 23 tháng 12 năm 2020. Các ngành nội chính, thanh tra chính phủ, nội vụ và lao động thương binh xã hội tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 17 vùng được cấp mã số vùng cây ăn quả xuất khẩu. Dồi dào nguồn cung gà Đông Tảo phục vụ thị trường Tết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng nhiệm vụ tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, thông tin tuyên truyền các sự kiện ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ đề nghị công tác tuyên giáo thời gian tới cần tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của mảnh đất, con người Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nêu bật 9 điểm nhấn cũng như 7 hạn chế của ngành tuyên giáo toàn tỉnh trong năm 2021. Phân tích đánh giá đặc điểm tình hình thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo cần tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch COVID-19. Kiên quyết là chúng ta không để xảy ra là gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nhưng mà cũng không tạo ra một tâm lý lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Dù sao phòng chống dịch vẫn là mặt trận hàng đầu, là nhiệm vụ trung tâm của năm 2022 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cùng với các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của tỉnh, tạo sự ủng hộ đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là triển khai các dự án đầu tư lớn trên địa bàn của tỉnh của chúng ta. Năm nay và những năm tiếp theo thì có thể nói là Hưng Yên của chúng ta sẽ sớm trở thành đại công trường của các dự án công nghiệp quy mô lớn, với sự khởi công của hàng loạt các khu công nghiệp, các dự án đầu tư lớn, vấn đề về quản lý đất đai hay là bảo vệ môi trường, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Đấy, thì cũng là những vấn đề mà công tác tuyên giáo của chúng ta cần phải lưu ý trong công tác tuyên truyền. Chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí truyền thông về nội dung tuyên truyền, rồi định hướng dư luận xã hội để góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh, báo chí truyền thông. Đây là mặt trận rất quan trọng. Tôi nghĩ là từ nay trở đi sẽ có nhiều thay đổi về tư duy, về ứng xử của lãnh đạo tỉnh đối với mặt trận truyền thông. Mặt trận truyền thông phải đồng hành với các cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, đấy, trong việc tổ chức triển khai các đường lối chủ trương, chính sách, các quy định của tỉnh, không thể để truyền thông đứng bên ngoài. Báo chí truyền thông của tỉnh cần phải phát huy tính phản biện và đồng thời cũng phải có tính xây dựng cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác thông tin đối ngoại, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.
Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Ban Nội chính Trung ương chủ trì tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử nhiều vụ án quan trọng. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp chỉ đạo xử lý 476 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, trong đó xử lý dứt điểm 383 vụ việc vụ án. Ban Nội chính Hưng Yên đã tích cực tham mưu phối hợp giải quyết, tham mưu xử lý 127 đơn thư khiếu nại. Nhiệm vụ năm 2022 là tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trước mắt tập trung tham mưu đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật trình Ban Bí thư, chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận tham mưu đề xuất phương án xử lý các đơn thư theo chức năng, kịp thời phát hiện các tiêu cực, vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như kinh tế, xây dựng, đất đai. Sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, ngành nội vụ đã tham mưu Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 12,35% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chủ động rà soát cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức viên chức. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành nội vụ trong việc bố trí nguồn nhân lực linh hoạt phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu ngành nội vụ phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình cho công tác nhân sự, phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ, trí tuệ tập thể, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ công chức viên chức gắn với xây dựng vị trí việc làm. Việc tinh giản bộ máy phải đi đôi với tăng cường hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế phải đi đôi với cơ cấu lại và tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Cũng trong hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam. Năm 2021, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc giảm 0,52%. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách được đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu năm 2022, ngành Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thể chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đảm bảo tính đồng bộ và hội nhập quốc tế, phát triển thị trường lao động, hỗ trợ việc làm, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao để cung ứng cho việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực người có công và xã hội, các chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương đánh giá cao những kết quả ngành thanh tra đạt được trong năm 2021. Đối với năm 2022, ngành thanh tra cần chọn nội dung công việc có nhiều dư luận phản ánh để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Giải quyết những vướng mắc trong kết luận thanh tra, chú trọng thanh tra trong hoạt động tín dụng ngân hàng, bất động sản, ra soát lại để giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, không để trở thành phức tạp kéo dài. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tiếp tục đóng góp để hoàn thiện luật thanh tra sửa đổi, đồng thời trao dồi đạo đức nghề nghiệp, bên cạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 10 ngày 11 tháng 1 năm 2022, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về một số kiến nghị của tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ kết luận. Về việc phân cấp phân quyền cho tỉnh phê duyệt quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp dưới 300 ha, Thủ tướng ủng hộ chủ trương như đề nghị của tỉnh. Tuy nhiên, việc này liên quan đến nhiều luật, trong đó có luật đất đai đang được tổng kết sửa đổi. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của tỉnh trong quá trình sửa đổi luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan. Về việc quy hoạch các cụm công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẩn trương trình phê duyệt quy hoạch tỉnh trong quý 2 năm 2022, làm cơ sở triển khai các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định. Về kiến nghị phân cấp cho tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất dự án trên 10 ha đất trồng lúa, Thủ tướng kết luận ủng hộ việc phân cấp cho các địa phương trong việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa. Tuy nhiên, do đây là vấn đề còn đang được Quốc hội thí điểm, cần có tổng kết đánh giá những mặt được và chưa được để hoàn thiện pháp luật liên quan. Sau Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết đánh giá, làm cơ sở để xem xét đề xuất việc phân cấp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong quá trình xây dựng luật đất đai sửa đổi để giải quyết vấn đề này đối với tất cả các địa phương. Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm làm việc cụ thể với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để xem xét đề xuất của tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị quyết 39 năm 2021 của Quốc hội, góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tổng hợp báo cáo Thủ tướng trong tháng 1 năm 2022. Về kiến nghị dừng việc giao cho Verify làm chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Lý Thường Kiệt và Tân Dân, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với một số bộ ngành và các địa phương báo cáo đánh giá toàn diện về dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Verify, phương án tài chính và cơ chế tài chính của dự án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, xác định khoản Verify đã đầu tư cho các dự án. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2022, nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không gây lãng phí nguồn lực đất đai. Đối với kiến nghị của Hưng Yên về việc điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 257 ngày 18 tháng 2 năm 2016, bảo đảm yêu cầu phòng chống lũ, đồng thời tạo không gian phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2022. Với mục tiêu xây dựng, thiết lập và chuẩn hóa dữ liệu, cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả chủ lực của tỉnh, phục vụ xuất khẩu các nước như Mỹ, Úc, châu Âu, Trung Quốc, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 17 vùng được cấp mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu, còn gọi là OTAS. Năm 2021, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã cấp mới 2 mã số vùng trồng cho 2 vùng vải tại xã Minh Tiến và Phan Xào Nam của huyện Phù Cử, đồng thời duy trì 15 vùng trồng đã được cấp mã các năm trước như nhãn, chuối. Định kỳ 6 tháng một lần, cơ quan cấp mã cử cán bộ lấy 20 mẫu giám định sinh vật hại trong danh mục cấm, gồm mẫu giám định nấm bệnh, côn trùng gây bệnh. Hàng tháng kiểm tra việc sử dụng và tình hình kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật, cập nhật dữ liệu kiểm tra lên hệ thống tiêu chuẩn OTAS, đồng thời cấp tem truy xuất và phối hợp với các địa phương để xuất khẩu sản phẩm. Hệ thống tiêu chuẩn OTAS là tiêu chuẩn có khả năng truy xuất và xác thực nguồn gốc trên cơ sở xuôi dòng và ngược dòng các sản phẩm, trong đó có mặt hàng nông sản. Việc xác thực theo hệ thống tiêu chuẩn OTAS là điều kiện để đàm phán hàng rào kỹ thuật với các nước xuất nhập khẩu, tạo điều kiện nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm của tỉnh được thị trường quốc tế chấp nhận. Với mong muốn đưa sản phẩm chất lượng tốt cho sức khỏe tới tay người tiêu dùng, thời gian qua, Hợp tác xã Công nghệ cao Phúc Thành An tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã xây dựng và phát triển mô hình trồng nấm dược liệu đông trùng hạ thảo. Hợp tác xã chủ yếu sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trong nhà kín.
Nấm được cấy vào dung dịch lỏng pha chế từ gạo lứt, nước dừa và nhộng tằm xay nhuyễn là loại khó nhân giống và thường sống trong môi trường có độ ẩm cao. Vì vậy, để nấm sinh trưởng và phát triển tốt, hợp tác xã áp dụng hệ thống phun xương tự động, hệ thống ủ và duy trì ở mức 25 độ C, độ ẩm 85%. Trung bình mỗi phòng, hợp tác xã có thể chứa được gần 18.000 phôi nấm và từ 3 đến 4 tháng lại cho thu hoạch. Gần Tết Nguyên đán cũng là khoảng thời gian nấm được thu hoạch nhiều hơn do nhu cầu sử dụng tăng cao. Bình quân chế biến từ 1,5 đến 2 tấn nấm tươi và sấy khô thành phẩm đạt từ 7 đến 8 tạ. Thời điểm này, các hộ nuôi gà Đông Tảo trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tập trung chăm sóc, chuẩn bị một lượng lớn gà thương phẩm và những con gà dành làm quà biếu để phục vụ khách dịp Tết Nhâm Dần 2022. Để phục vụ thị trường trong dịp Tết, các hộ chuẩn bị hàng nghìn con gà thịt bán ra thị trường với trọng lượng từ 2,8 đến 3 kg, tương đương khoảng trên 20 tấn gà Đông Tảo thương phẩm. Hội chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo cho biết năm nay giá gà dao động từ 150 đến 200.000 đồng kg gà thương phẩm. Loại gà chân to từ 4 đến 5 kg để làm quà có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng một con. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng chủ yếu khách đã đặt trước nên sản lượng gà phục vụ Tết khá ổn định. Nói chung là cái số lượng gà của anh em trong dân thì nó cũng không có nhiều. Gà nó cũng đẹp và thị trường cũng có nên là cũng không ế được. Để đáp ứng nhu cầu, lượng lớn khách hàng quen, ngoài 600 con khách đã mua, trại gà Tuấn Vân ở xã Dạ Trạch đã chuẩn bị 300 con loại chân to từ 4 đến 5,5 kg một con để phục vụ khách làm quà biếu Tết. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều mặt hàng bị ảnh hưởng, nhưng đối với giống gà Đông Tảo, nhiều khách sành ăn, các nhà hàng và thương lái ở các tỉnh như Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn về đặt mua. Năm nay là mặc dù là do cái chương trình là nó bị dịch giã nó phức tạp, nhưng mà cái lượng gà biếu Tết ấy, thì nó vẫn cứ sôi động từ cuối tháng 11 đến giờ rồi. Tất cả mọi vấn đề ví dụ như là con giống của chúng tôi thì vẫn chú trọng, đặc biệt vẫn là chú trọng đến cái con giống này, rồi con gà biếu Tết, con gà hàng thương phẩm để đưa ra cho bà con đấy sử dụng trong cái nhu cầu Tết Nguyên đán, cho bà con được sử dụng cái hàng sạch nhất và coi như là an toàn thực phẩm nhất. Theo hội chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, năm nay số lượng gà phục vụ Tết chủ yếu là gà thương phẩm. Toàn huyện Khoái Châu có gần 1.000 hộ chăn nuôi. Số hộ nuôi có quy mô lớn đang dự trữ gà phục vụ Tết khoảng 200 hộ, còn giống gà thuần chủng để làm quà biếu khoảng gần 2.000 con. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 270 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó 177 ca phát hiện qua xét nghiệm PCR và 93 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh ở 4 địa phương là huyện Kim Động, Yên Mỹ, Phù Cử và thị xã Mỹ Hảo. Việc xác định ca bệnh bằng phương pháp test nhanh khi có kết quả 2 lần test đều dương tính và có yếu tố dịch tễ kèm theo. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian tầm soát ca bệnh và giúp triển khai nhanh hơn các biện pháp ứng phó. Số ca mắc mới giảm mạnh so với một số ngày trước nhưng vẫn ở mức cao. Trong đó huyện Văn Giang ghi nhận nhiều nhất với 79 ca bệnh, huyện Văn Lâm ghi nhận 64 ca. Ổ dịch thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã được dỡ bỏ phong tỏa sau 29 ngày cách ly. Theo một số địa phương bắt đầu triển khai tổ chức cách ly điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà, trong đó huyện Văn Giang có 260 bệnh nhân, thị xã Mỹ Hào 156 bệnh nhân, huyện Yên Mỹ 62 bệnh nhân, huyện Văn Lâm 23 bệnh nhân, huyện Ân Thi 19 bệnh nhân, huyện Kim Động 6 bệnh nhân. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tiếp tục những thông tin về tình hình tại Kazakhstan, Tổng thống Kazakhstan, ông Kasym-Jomart Tokayev thông báo lực lượng quân sự do Nga dẫn dắt sẽ rút khỏi nước này vào ngày 13 tháng 1 và chia thành nhiều đợt sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại Kazakhstan. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 1, Tổng thống Tokayev khẳng định hơn 2.000 binh sĩ và 250 khí tài của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO sẽ rút khỏi Kazakhstan từ ngày 13 tháng 1 và hoàn tất trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm này. Số binh sĩ này trước đó đã được máy bay quân sự của Nga cấp tập đưa đến Kazakhstan, điều mà một số nhà quan sát cho là thông điệp đến Mỹ cùng đồng minh về khả năng điều quân của Nga.
Tình hình tại Kazakhstan đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau khi Tổng thống Tokayev tuyên bố đập tan âm mưu đảo chính và phá hoại của khủng bố được nước ngoài tài trợ. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu ngày 11 tháng 1, Ngân hàng Thế giới WB dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022 so với mức 5,5% của năm 2021. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 và năm 2022 thấp hơn 0,2% so với báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mà WB công bố hồi tháng 6 năm ngoái. Dự báo mức tăng trưởng thậm chí có thể giảm tiếp xuống còn 3,2% trong năm tới khi mà các chính phủ thu hẹp chương trình hỗ trợ tài chính và tiền tệ vốn được ban hành trong thời gian đại dịch. Dự kiến, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong bản báo cáo công bố vào ngày 25 tháng 1 tới đây. Một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm cho hơn một nửa dân số của châu Âu trong vòng từ 6 tới 8 tuần nữa. Giám đốc khu vực của WHO ở châu Âu cho biết thêm, hiện tại gần như toàn bộ các nước ở khu vực châu Âu đều đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron. Khoảng 26 trong tổng số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu và một số nước Trung Á chứng kiến hơn 1% dân số mắc COVID-19 mỗi tuần, tính đến ngày 10 tháng 1. Tính riêng tuần đầu tiên năm 2022, khu vực này có thêm tổng cộng hơn 7 triệu ca nhiễm mới. Hãng Reuters vừa công bố số liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ phá kỷ lục của chính mình và thế giới với 1,35 triệu ca trong ngày 10 tháng 1. Số ca nhập viện tại Mỹ cũng được ghi nhận ở mức cao chưa từng có. Reuters cho biết số ca mắc COVID-19 trong ngày 10 tháng 1 tại Mỹ đã bỏ xa kỷ lục mà nước này thiết lập trước đó là 1,03 triệu ca vào ngày 3 tháng 1, trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron chưa có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, hãng này cũng giải thích số ca tăng mạnh vào đầu tuần, một phần là do nhiều bang chưa báo cáo số ca vào cuối tuần. Trong khi đó, các trường hợp nhập viện tại Mỹ cũng đang tăng báo động. Theo số liệu của Reuters, hơn 132.600 người Mỹ mắc COVID-19 phải nhập viện trong ngày 10 tháng 1, vượt qua con số đỉnh điểm là 132.000 từng ghi nhận vào đầu năm 2021. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, tiêm tăng cường vaccine gốc không phải là chiến lược khả thi để đối phó với các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, mà có thể cần một loại vaccine mới. Các chuyên gia này cho rằng có thể cần điều chỉnh các vaccine hiện thời để đối phó tốt hơn với các biến chủng mới xuất hiện như Omicron, một biến chủng của SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn đã xuất hiện ở 149 quốc gia trên thế giới. Theo nhóm chuyên gia, việc phát triển các vaccine mới không chỉ bảo vệ người mắc COVID-19, tránh nguy cơ bệnh nặng và tử vong, mà còn giúp hạn chế nguy cơ nhiễm virus. Các bác sĩ tại Mỹ vừa qua đã cấy ghép một quả tim lợn được chỉnh sửa gen cho một người đàn ông 57 tuổi. Lần đầu tiên, một ca ghép tạng loại này được thực hiện, mở ra hướng giải quyết cho tình trạng thiếu tạng trầm trọng hiện nay. Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 7 tháng 1 và 3 ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe của người đàn ông đang ổn định. Theo các bác sĩ tại Đại học Maryland, nơi thực hiện ca phẫu thuật, hiện còn quá sớm để khẳng định ca cấy ghép có thực sự thành công hay không, nhưng nó đánh dấu một bước tiến trong hành trình kéo dài hàng thập niên với mục tiêu dùng nội tạng động vật để cấy ghép cho người. Các chuyên gia cho hay, ca cấy ghép đã chứng tỏ một quả tim từ động vật được chỉnh sửa gen có thể hoạt động trong cơ thể người mà không bị đào thải ngay. Theo mạng lưới chia sẻ các cơ quan nội tạng của Mỹ, có hơn 3.800 ca ghép tim được tiến hành tại nước này vào năm ngoái. Chuyển sang một hình ảnh khác, người dân tại thành phố Sùng Tả thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc vừa qua đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh hàng chục con đà điểu chạy náo loạn trên đường phố. Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 8 tháng 1. Những con chim đà điểu đã chạy khắp nơi trên đường phố cho đến khi cảnh sát địa phương vào cuộc và giúp bắt chúng lại. Hình ảnh về cuộc đại náo của những con đà điểu lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội của Trung Quốc. Theo những đoạn phim tại hiện trường, đà điểu đã chia thành các nhóm chạy trên các con đường vắng xe qua lại trong khi người dân đang dùng bữa sáng. Chủ một trang trại đà điểu địa phương cho biết khoảng 100 con chim đà điểu của ông đã bỏ trốn sau khi ai đó không rõ là vô tình hay cố ý đã để cửa mở. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.